Xin chào anh em, trước mặt anh em đây là một chiếc Leaf 4 van. Đây là một dòng xe mà không chỉ có nữ hiện nay sử dụng, các bạn nam rất là đang thích. Bởi vì cái kiểu dáng nó thế hệ mới, nhìn vô cùng thể thao luôn nha. Với cái dòng xe mới này, tất nhiên chúng ta sẽ quan tâm nhiều đến cái tình trạng là nên sử dụng dòng nhớt gì cho phù hợp. Và những cái dòng xe mới như vậy thì trong quá trình road die chúng ta nên lựa chọn những cái dòng nhớt nào cho nó kinh tế, cho nó đúng kỹ thuật nhất. Và đó chính là nội dung ngày hôm nay Vinh muốn chia sẻ cho các bạn về nhớt dành cho cái dòng xe Leaf 4 van thế hệ mới này. Quanh quẩn trong thông số kỹ thuật của cái dòng xe Leaf 4 van này, chúng ta cần phải lưu ý nhất đó chính là dung tích của nhớt máy của nó sẽ là 800mm và dung tích của nhớt lắp sẽ là 120mm. Hai thông số này các bạn phải thực cực kỳ nhớ rõ để khi chúng ta mà muốn thay nhớt cho xe, lựa chọn cái dung tích cho đúng với xe của mình. Không được châm nhiều hơn và cũng không được châm ít hơn, vừa đủ là đúng nhất. Nói về một chiếc xe mới thì chúng ta không bao giờ được bỏ qua cái vấn đề là road die cho xe. Bởi vì cái vấn đề này sẽ ảnh hưởng trực tiếp với độ bền của một chiếc xe lâu và dài. Vấn đề road die này nó sẽ trực tiếp bào mòn những cái chi tiết linh kiện còn thừa bên trong động cơ để giúp cho chiếc xe của các bạn được vận hành trơn tru hơn về cái tuổi thọ sau này. Chính vì vậy mà trong cái thời gian road die này các bạn nên nhớ ba cột mốc thay nhớt vô cùng quan trọng, đó chính là lần thay nhớt đầu tiên là ở 500km đầu tiên. Ở lần thay nhớt thứ hai là khi đồng hồ của các bạn chỉ khoảng chừng 1000km là các bạn nên thay nhớt. Ở lần thứ ba là khi đồng hồ của các bạn chỉ ở khoảng là 1500km. Đã nói về những cột mốc quan trọng trong quá trình road die của một chiếc xe mà chúng ta không nói về những cái dòng nhớt phù hợp trong cái giai đoạn đó thì quả là một thiếu sót. Cho nên sau đây Vinh sẽ chỉ cho các bạn những cái dòng nhớt mà phù hợp cho quá trình road die các bạn nên sử dụng. Đầu tiên sẽ là Motul Cutter. Dòng này có bình 800ml sẽ có giá là 115.000. Đối với lại cái dòng nhớt này phù hợp cho các bạn đang trong quá trình road die. Còn nếu như các bạn sử dụng cho một chiếc xe bình thường thì có thể sử dụng được khoảng từ 1.000 cho đến 1.200km các bạn mới phải thay. Tiếp theo sẽ là Shell Advent Cutter AX7. Dòng này bình 0.8 sẽ có giá là 130.000 nha. Đây là hai cái dòng nhớt bán tổng hợp phù hợp với những cái dòng xe nào đang trong quá trình road die. Thứ nhất là đó là nhớt chính hãng. Thứ hai là chi phí của nó thấp, cho nên các bạn có thể sử dụng trong một khoảng thời gian ngắn để chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí. Không chỉ riêng gì đối với lại Leaf 4 van mà tất cả các dòng xe tay ga nó phức tạp hơn xe số một chỗ là sử dụng tới hai loại nhớt. Một cái là nhớt máy như những gì Vinh đã nói từ đầu tới giờ. Còn một cái nữa đó chính là nhớt lắp. Thì đối với lại nhớt lắp chúng ta sẽ có hai dòng mà Vinh ưu tiên muốn giới thiệu đến cho các bạn, đó chính là Motul. Thì tiếp này là 120mm có giá là 45.000. Còn đây là Liwi, một tiếp này là 150mm có giá là 145.000. Trung bình thì nhớt lắp sẽ có thời gian sử dụng lâu hơn nhớt máy một tí xíu. Tức là theo như khuyến cáo của hãng thì sau khoảng 5.000km thì chúng ta nên thay nhớt lắp một lần. Nhưng đối với Vinh cách đơn giản và dễ nhớ nhất là sau 2 lần thay nhớt máy thì chúng ta nên có một lần thay nhớt lắp. Kể từ lần thay nhớt thứ ba trở đi, tức là khi này đồng hồ của các bạn đã chỉ ô đô là trên 1.500km, chúng ta đã hoàn thành quá trình road die. Từ 1.500km trở lên các bạn nên chuyển qua sử dụng những cái dòng nhớt tổng hợp 100%. Nó sẽ có nhiều chất phụ gia bảo vệ cho động cơ của mình được tốt hơn. Dưới 5.000km và trên 1.500km tức là xe của bạn đang trong quá trình vô cùng mới. Vì vậy chúng ta nên sử dụng cấp nhớt 30 cho một chiếc xe là đủ. Đặc tính của cấp nhớt 30 là nó khá loãng, phù hợp với những cái động cơ mới nè. Đặc biệt nhất là những cái dòng xe nào mà chúng ta chỉ đi quanh quẩn trong thành phố, đoạn đường di chuyển ngắn, ít khi bị kẹt xe và động cơ của mình phải thiệt là bốc mỗi khi lên ga đầu đó, thì cái cấp nhớt 30 này sẽ rất là phù hợp cho các bạn. Trên tay của Vinh đây chính là bình nhớt Liwi Mulligan 5W30. Bình này dung tích 1 lít sẽ có giá là 285.000. Nhớt có chỉ số ABI SN với cấp nhớt là 5W30. Nhớt rất thích hợp để sử dụng trong môi trường đô thị đông đúc, giúp động cơ vận hành với công suất ổn định. Dòng nhớt tổng hợp 100% này đến từ Đức và thời gian sử dụng kéo dài từ 2.500 cho đến 3.000km. Tiếp theo sẽ là nhớt Mobi Wangon 5W30, bình 1 lít sẽ có giá là 310.000. Nhớt được sản xuất dựa trên công nghệ tổng hợp kết hợp với phụ gia giúp giảm mài mòn các chi tiết bên trong động cơ, giúp động cơ tăng tốc hiệu quả với chỉ số ABI SN. Cấp nhớt cũng là 5W30, thời gian sử dụng kéo dài đến 3.000km. Leaf hiện nay đang là động cơ 4 van cho công suất rất là cao, kèm theo đó là một hệ thống chiếu sáng đèn LED tốt, cho nên hiện nay anh em xách xe này đi tour rất là nhiều. Yếu tố xách đi tour là một, yếu tố động cơ đã sử dụng trên 5.000 cây là thứ hai. Với hai yếu tố đó thì mình khuyên các bạn là nên sử dụng cái cấp nhớt 40 sẽ phù hợp hơn với nhu cầu đi lại của các bạn. Ưu điểm của cấp nhớt 40 đó là các bạn có thể đi lại trong thành phố vẫn được, đi tour vẫn đáp ứng tốt và nó có thể đi lại trong những cái đoạn đường kẹt xe mà không làm nóng cái động cơ xe của các bạn. Ồ, quá nhiều ưu điểm để đi lại trong đô thị và lẫn đường trường đúng không các bạn? Và hiện tại thì bên shop của mình có đa dạng rất là nhiều những cái thương hiệu có cấp nhớt 40 dành cho cái dòng xe LED này.
điển hình như là. Với xe đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Louis Mulligan Cutter 10W40. Bình này sẽ có giá là 300.000. Dung tích của nó sẽ là 1 lít, phù hợp với những cái xe tay ga nào mà đã đi trên 5.000 km. Anh em muốn đi hỗn hợp giữa đường phố thì đường và đường trường mà động cơ mình thoải mái thì đây là một lựa chọn thích hợp. Hoặc anh em muốn động cơ của mình bốc hơn, mạnh mẽ hơn thì chúng ta có thể lựa chọn Motul Cutter Power. Thì dòng này là đến từ tập đoàn Motul của Pháp với bình dung tích là 800ml sẽ có giá là 165.000. Đi được từ 2.000 cho đến 2.200 km. Nhớt xe Cutter Ultra 5W40 0.8ml sẽ có giá là 175.000. Dòng này được phát triển để nhằm đem lại sự êm ái và bảo vệ động cơ một cách tối ưu nhất, với thời gian sử dụng kéo dài từ 2.000 cho đến 2.200 km. Cuối cùng trong danh sách nhớt cấp nhớt 40 này, đó chính là dòng Phước Sicolin dành cho xe tay ga với dung tích là 1 lít sẽ có giá là 215.000. Với dòng nhớt này chúng ta sẽ có những cái ưu điểm đi kèm như sau. Được sản xuất tại Anh, có khả năng đặc biệt chống mài mòn, chống ma sát dưới tất cả điều kiện khắc nghiệt ở nhiệt độ cao, với thời gian sử dụng từ 2.000 cho đến 2.200 km. Với tất cả những sản phẩm mình giới thiệu từ đầu đến giờ, mức giá của nó được cập nhật vào tháng 4 năm 2023. Trên đây là top những cái dòng nhớt mà shop mình đã tuyển chọn ra để anh em có thể sử dụng được cho cái dòng xe Leaf 4 van này. Shop vẫn còn những dòng nhớt bán tổng hợp 100% đến từ những cái thương hiệu khác như là Motul, Liwi, Woolworth, Amsoil hay là Repsol. Các bạn có thể tham khảo thêm tại website là shop2banh.vn. Phương châm của bên shop mình luôn tư vấn cho khách hàng đó chính là dòng nhớt mắc tiền nhất chưa phải là dòng nhớt phù hợp nhất với bạn, mà nó còn phải phụ thuộc vào dòng xe nè, thói quen sử dụng và cách các bạn chạy xe hàng ngày nữa mà chúng ta có thể lựa chọn ra một dòng nhớt tốt nhất cho chiếc xe của mình. Thêm một bậc mí nhỏ nữa, nếu như anh em muốn động cơ xe tay ga của mình được mát máy, chúng ta có thể lựa chọn những cái thương hiệu nhớt là Liwi, Shell, Amsoil hoặc là Phước. Còn nếu như các bạn muốn một chiếc xe tay ga thật là mạnh mẽ, dặn là có, thì chúng ta có thể nghĩ đến những cái dòng nhớt như là Motul hay là Repsol. Trên đây là tất cả những thông tin về những cái dòng nhớt mà bên shop đang có phù hợp với lại những dòng xe Leaf 4 van. Những cái dòng xe mới này các bạn có thể tham khảo video clip này để biết được cái quá trình roll die chúng ta cần phải thay nhớt như thế nào. Và cuối cùng, để tránh mua nhầm nhớt giả, nhớt kém chất lượng, anh em có thể ghé lại shop 2 bánh. Nơi đây có nhiều cái dòng nhớt tổng hợp tới bán tổng hợp, đều là hàng chính hãng 100% nhập gần Úc trực tiếp về Việt Nam để cho anh em lựa chọn. Dành cho chiến mã của mình một bình nhớt tốt, động cơ nó sẽ bền bỉ hơn. Và điểm khác biệt khi các bạn thay nhớt tại shop 2 bánh, kho nhớt chính hãng đến từ những thương hiệu hàng đầu trên thế giới. Giá cả anh em biết rõ ràng, nhớt mới nhập liên tục. Quy trình thay nhớt chuyên nghiệp và miễn phí công, nhân viên tư vấn nhiệt tình phù hợp theo nhu cầu của khách hàng. Hệ thống cửa hàng ở các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Cần tư vấn hoặc hỗ trợ gì thêm, các bạn có thể liên hệ với số hotline là 0938820202. Bên shop mình có nhận ship code đối với những anh em ở xa, anh em chỉ cần nhấc máy lên và alo cho bên mình thôi. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.